Xin chào các bạn đã quay trở lại nhóm review. Thì hôm nay mình sẽ review cái đồng hồ led treo tường. Đây là bộ phụ kiện của nó. Đây là dây nguồn nó đi liền với cả cái đồng hồ rồi. Đây là adapter. Và đây là một số cái phụ kiện để giúp các bạn treo tường. Đấy. Đấy. Thì trong bộ sản phẩm cũng có một cái tờ hướng dẫn bằng chữ tiếng Trung. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển và một số cái chức năng của cái đồng hồ này. Đấy. Thì đây là tay điều khiển đi kèm với đồng hồ. Thì nút đỏ là nút nguồn, bật tắt thì chắc các bạn biết rồi. Đấy. Còn phím xanh là phím return, nghĩa là trở lại khi các bạn làm thiết lập cái gì đấy, các bạn bấm phím này để trở lại cái màn hình ban đầu như này. Đây phím này, đây là phím tắt âm báo, tắt bật âm báo. Đây. Tiếp đến là nút flash, chức năng flash. Đây là các bạn sẽ bật hoặc tắt cái tính năng nháy, ví dụ đây là nháy, mình nhấn nút flash nó sẽ tắt, nó sẽ dừng, nó sẽ đứng yên. Các bạn muốn đồng hồ nháy hay là hoặc là đứng yên thì các bạn nhấn nút flash. Thế đến là đây là phần hiển thị nhiệt độ, đây CF, phím CF, bạn sẽ quay vào chế độ hiển thị nhiệt độ độ C hoặc độ F. Đây. Đây, độ C hoặc độ F. Đây, nhấn return để trở về. Đây là thiết lập chế độ hiển thị chế độ 12 giờ hay 24 giờ. Đây, đây mới có 10 giờ 30 thôi, mình chưa chuyển được. Mình sẽ test set time lên sau. Các cái phím cộng trừ ở đây, đây là các phím điều chỉnh độ sáng màn hình. Đấy, các bạn thấy điều chỉnh độ sáng màn hình có 8 mức. Đấy. Có 8 mức sáng màn hình. Các cái phím này 0-9 chắc các bạn biết để điều chỉnh setup vào trong rồi. Mình sẽ các bạn phím T set. Đây là phím cài đặt thời gian. Đây các bạn cài đặt thời gian, mình sẽ chỉnh lên 13 giờ nhé. Mình sẽ chỉnh lên 13 giờ. Mode đã chỉnh giờ. Đây là thay đổi các đây là đang cài đặt giờ này. Nhấn phím mode để chuyển đổi các chế độ, tất cả các chế độ sau này các bạn cài đặt. Nhấn phím mode để chuyển đổi đây, sang phút này. Giây này. Đây, nhấn return để trở về. Giờ mình sẽ thử phím đây. Giữa 12, chế độ 12 giờ và 24 giờ. Đấy. Đây là chế độ 12 giờ. Thì nó sẽ hiển thị thành 1 giờ 31. Mình chuyển thành 24 giờ. Nó sẽ chuyển lại thành 13. Đấy. Tiếp đến là ALSET, phím ALSET đây. Thì phím này là phím cài đặt hiện giờ. Đây là các bạn chọn các cái kiểu chuông báo ví dụ vậy. Đây cái gạch này các bạn sẽ phải nhấn up hoặc down, up lên để hiện chữ on là bật, còn hiện gạch này là tắt là các bạn chuông báo sẽ không hoạt động, rồi các bạn phải nhấn on lên. Đây thì đến là các bạn hẹn thời gian, mình sẽ hẹn on. Các cái bộ cái này là các cái bộ hiện giờ nha các bạn. Các bạn có 16 bộ hiện giờ.
Đấy, ví dụ mình chọn bộ 1, bật nó lên on. Mình sẽ cài đặt đó là 10 giờ. Bây giờ là 10 giờ 34, mình sẽ hẹn là 10 giờ 3. 10 giờ này. 34 35 đi. Mình sẽ hẹn 10 giờ 35. Bây giờ trên này có 33 này, mình hẹn 34 đi. Đây, hẹn 10 giờ 34. Đấy, đến 10 giờ 34 đã kêu. Thì để tắt được chung báo này, các bạn có thể tắt chung báo AL này. Ở đây có phím AL on off đây. Các bạn có thể nhấn phím này để tắt bật chung báo. Đấy, tắt. Thì các bạn có thể tắt nó đi. Còn các phím như ở đây, các phím CD set và ST là các bộ đếm thời gian. Các bạn có thể dùng các phím này làm bộ đếm. Đấy, các cái phím A1, A2, A3 là thay đổi giữa các cái chế độ, các cái bộ hẹn giờ. Đây, cái phím full này, full là để test còi và độ sáng màn hình. Nó sẽ cho còi kêu và độ sáng màn hình nó mắc để test. Đấy, thì bấm cái nút full này để test và nhấn nút return để tắt. Đấy, còn phần một cái nữa là phím deep. Đây, phím deep này, DIFP đấy. Đấy, thì cái này là thay đổi giữa các cái chế độ, ví dụ như là chuyển sang năm này, 2017 này, ngày 23 tháng 10 này, 80 độ F này. Đấy, nhấn lần nữa thì nó sẽ tự động, thì nó sẽ tự động thay đổi giữa các cái chế độ. Đấy, nó sẽ tự động nhảy. Nó sẽ tự động nhảy giữa các cái chế độ này. Đây là một vài chức năng chính mình đã giới thiệu về cái bộ đồng hồ LED treo tường này. Thì cái video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.